Xin chào mọi người, buổi sáng đầu tuần. Hiện tại thì trung tâm thẩm mỹ bác sĩ Khải vừa mới livestream phòng tái khám cho các chị rất là đông. Và mình cũng vừa mới bắt gặp một chị khách hàng vừa nâng mũi vừa cắt mí tại trung tâm, rất là xinh đẹp. Và có xin chị xin phép livestream một chút xíu. Chị ơi, cho em sơ bộ chút xíu nha. Mình tên gì và mình đến từ đâu? Đi em tên Nguyễn Thị Trà My, em đến từ Tây Ninh. Chị đến từ Tây Ninh hả? Dạ. Là sáng nay mình mới đi để mình ghé tái khám. Dạ đúng rồi. Hôm nay mình được bao nhiêu ngày rồi chị? Hôm nay là 10 ngày rồi. Hôm nay là 10 ngày. Là lúc đó là mình vừa nâng mũi vừa cắt mí phải không ạ? Dạ đúng rồi chị. Dạ. Vậy thì tổng chị có nhớ hết những cái dịch vụ mà mình đã làm không? Em nhớ là cắt mí, cắt hốc trong và mở hốc trong. Mở hốc trong và hốc ngoài. Và là nâng mũi và chỉnh xương với lại chỉnh hở lông mũi. Tính ra là nãy giờ anh đến với khoảng 6 dịch vụ bên em. Là gồm có nâng mũi cấu trúc nè, chỉnh xương nè, chỉnh hở lỗ mũi, cắt mí trên, mở góc mắt trong và mở góc mắt ngoài. Tổng là 6 dịch vụ của bên em. Vậy thì em không biết là với 6 dịch vụ này chị có hài lòng hết không chị? Dạ em rất là hài lòng. Em rất là hài lòng. Cái mí rất là đẹp luôn. Em nhìn đi qua thôi là em đã nói ô chị ơi, chắc chị em xin like rồi. Chị, em xin phép chia sẻ với mọi người chút xíu là cái hình ảnh của mình trước khi mình thực hiện dịch vụ nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ rồi. Thì mọi người ơi, đây là chị khách hàng trước khi mà mình thực hiện 6 dịch vụ tại trung tâm thẩm mỹ bác sĩ Khải. Thì như mọi người thấy á, đầu tiên là về đôi mắt đi. Nó cũng, phải thấy là đôi mắt của bạn cũng khá tương đối. Nhưng mà cái nếp mí thì là nếp mí lót ha, nó không có rõ. Chính vì vậy mà đôi mắt của mình nhìn á, cái phần mở nó vẫn có nè. Nó hơi sụp, hơi nhỏ một chút xíu. Khi mà mình nâng hai mí lên, nó nhìn gương mặt mình nó tươi, nó trẻ, cái mắt mình nó to hơn. Và đồng thời, chị có nhận thấy cái khuyết điểm của mình, hai cái góc mắt của mình nó hơi xa nhau phải không chị? Dạ, cho nên là mình cũng có tư vấn và chị đồng ý mình kết hợp thêm mở góc mắt trong và cái mở góc mắt ngoài để giúp đôi mắt mình nó long lanh, nó dài hơn. Rồi, về phần chiếc mũi của chị khách hàng ha. Đó, mọi người có thấy tỷ lệ 1/3 của gương mặt thì rõ ràng chiếc mũi nó khá ngắn phải không ạ? Rồi cái góc chính diện đó mình nhìn thấy rõ được hết cái phần gọi là cái đường kính của cái lỗ mũi đó, thì đây người ta gọi là lỗ mũi hở nè, nó sẽ kén tà lọc hơn một chút xíu ha. Thì nếu như mà mình có điều kiện mình nâng mũi cấu trúc thì mình đồng thời cũng kết hợp luôn là mình chỉnh hở lỗ mũi để mà cái góc chính diện người ta nhìn vào cái lỗ mũi kính thì nó cũng đẹp hơn. Rồi còn một cái khuyết điểm nữa đó là khi mà mình nhìn chính diện ở đây, cái phần này nè mọi người thấy nó khá to phải không ạ? Thì nếu như mà mình nâng mũi cấu trúc không mà mình không kết hợp với chỉnh xương thì cái phần này á nó to, thì khi mũi cao lên cái góc chính diện mình nhìn nó cũng sẽ không thấy độ thon được. Cho nên nếu được thì mình kết hợp với chỉnh xương luôn. Thì như chị My lần này mình có kết hợp với chỉnh xương ha. Đây mọi người nhìn góc nghiêng một chút xíu ha. Đây góc nghiêng của chị khách hàng. Đó, cái lỗ mũi ngắn ở như góc này là mình thấy rõ được. Gần như là cái đầu mũi nè, cái phần đầu cao nhất của phần cằm nè, nếu như mọi người kẻ một đường thẳng lên thì thấy rõ được là cái phần chóp mũi nó thiếu khá nhiều. Rồi hơn nữa là ngay cái phần sống á, mình võng khá là, gọi là rất là nhiều luôn á. Nếu như mà mình nâng thì nó sẽ hài hòa cái phần trán, chóp, đầu môi và đầu cằm hơn. Rồi bây giờ mình nhìn qua cái dáng mũi và đôi mắt sau khi mà mình thực hiện 6 dịch vụ tại trung tâm, vừa có cắt mí trên, mở góc mắt trong, góc mắt ngoài, nâng mũi cấu trúc, chỉnh xương và có chỉnh hở lỗ mũi nữa nha. Rồi ok không ạ? Đó, tại góc này là mình thấy rõ được cái sự cải thiện của dáng mũi. Đầu mũi là thon, gọn, được kéo dài hơn. Nhưng mà dài vừa đủ, cao bay vừa đủ để nó hợp với lại cái dáng môi nè và cằm của mình. Ở đây mà nếu mà mình có kịp cái chiếc thước á, mình đưa vào là nó vừa chuẩn tỷ lệ vàng luôn. Nó rất là đẹp ha chị My. Rồi, đây là góc chính diện nha. Góc chính diện thì mọi người sẽ thấy rõ được cái sự cải thiện về nếp mí nè, cũng như là cái dáng mũi khá ngắn và có một chút hở phần cánh mũi của mình. Đây ha mọi người. Chị cười một cái ha. Đây rồi, chị ơi mình có thể xem gương và chị có nhận xét gì về cái mí và dáng mũi của mình không chị? Rất hài lòng ạ. Ủa chị ơi, em không biết là chị biết mấy chị Khải qua đâu ha? Dạ, lúc trước là cũng có một chị đã làm ở đây rồi nên chị ấy giới thiệu em. Dạ, trước đây là chị đó là bạn của mình ạ? Dạ, đúng rồi. Chị đó làm dịch vụ gì hả chị? Em không nhớ nữa. Tại chị cũng chỉnh mũi, sửa mũi đó.
Dạ, thì chị thấy là chị đã làm đẹp đúng không ạ? Dạ. Rồi chị có tin tưởng và đi lặn lội từ xa Bình Dương mình lên đây để từ Tây Ninh. À, từ Tây Ninh mình lên. Em là em đã, bây giờ em đang làm việc ở Malaysia. Chị đang làm ở Malaysia. Dạ. Em... À, vậy là mình về nước hả chị? Dạ. Trước khi em về nước em bốc lịch trước rồi. À, dạ. Thì em bác. Dạ. Như chị thấy sáng nay á cũng khá là đông không chị, vừa tư vấn và vừa tái khám nữa. Dạ. Nên việc mà chị bốc lịch từ xa như vậy á thì đúng khung giờ đó mình đến thì mình sẽ được gặp bác, thì bác cũng là người làm cho mình luôn. Em chị cứ yên tâm ha. Dạ. Ờ, từ Malaysia vậy thì hy vọng là khi mà mình làm đẹp rồi á, nếu như bên đó có bạn bè hoặc người thân thì trường hợp mình muốn thẩm mỹ thì chị có thể giúp chị thêm với lại anh Hải. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Ừ, chị ơi, người thân của mình bạn xung quanh đã thấy cái mắt và cái mũi của mình chưa? Dạ, lúc đó mọi người nhìn thấy rồi, nói là cái dáng mũi rất là cao, rất là đẹp. Dạ. Cái gương mặt nó thay đổi hơn lúc trước nhiều nữa. Dạ, nhưng mà nhìn nó lại vẫn là cái gương mặt của mình thôi. Dạ, mà nó trẻ hơn. Nhưng mà nó thay đổi cái mũi nó sẽ cao hơn, nhìn mặt nó hài hòa hơn nữa. Dạ, cảm ơn chị. Đây là những cái cảm nhận thực của chính khách hàng khi mà họ thấy cái dáng mũi sau khi bác làm xong chỉ mới 10 ngày thôi. Và cái dáng chị đã thấy rất là phù hợp với gương mặt của mình và cũng hợp với cái mong muốn của chị phải không? Dạ đúng. Dạ, cảm ơn chị. Từ đầu đến cuối livestream chị khách hàng liên tục cười vì bác thấy kết quả này. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ rồi, thì trung tâm cũng em cũng hay là trung tâm gửi lời cảm ơn của chị đã chia sẻ hình ảnh này trước cũng như hiện tại để mà những khách hàng khác họ còn đang lo lắng, và đặc biệt là Việt Kiều khi mà họ ở nước ngoài họ cũng có nhu cầu làm đẹp nhưng mà không biết được là mình nên về Việt Nam mình thẩm mỹ và chọn ở bác sĩ nào, cơ sở nào để uy tín để mà mình có dáng mũi đẹp, rồi cái nếp mí nó cũng phù hợp với gương mặt nữa. Tại vì thực sự nếu mà mình thẩm mỹ ở nước ngoài thì nó vẫn được, nhưng mà đôi khi về gu thẩm mỹ này làm sao để phù hợp với người Việt Nam, người châu Á, thì về khi mà mình chọn bác sĩ Việt Nam thì họ cũng thông hiểu hơn, tại vì ở đây người Việt Nam rất là nhiều đúng không? Đó, thì khi mà bác sĩ làm đẹp với nhiều người như vậy thì đương nhiên cái tỷ lệ làm đẹp cho mình nó cũng sẽ cao hơn. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem livestream, và mọi người đừng quên là trung tâm thẩm mỹ bác sĩ Đỗ Quang Khải chỉ có duy nhất một chi nhánh, một địa chỉ không chuyên nhánh nha mọi người, là 126 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5. Và mọi người đừng quên cái số hotline của trung tâm là 0923999229 để mà mọi người có thể gọi nè, đặt hẹn như chị My đây, là đặt hẹn từ Malaysia về Việt Nam để mà mình được nâng mũi cắt mí làm một lần 6 dịch vụ. Thôi, cảm ơn mọi người rất là nhiều.